Diễn viên trẻ về nhà đi con, nghi bị lộ clip 8 phút, chính chủ lập tức khóa Facebook. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nóng của một cặp đôi với độ dài hơn 8 phút. Điểm khiến người xem chú ý chính là việc nữ chính trong video có ngoại hình cực giống với nữ diễn viên trẻ Hot Girl từng tham gia bộ phim Về nhà đi con. Và người này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngay lập tức, cư dân mạng truy tìm danh tính của nữ diễn viên Về nhà đi con, nghi lộ clip nóng này. Đoạn clip 8 phút của nữ diễn viên AT nhanh chóng được lan truyền trên Facebook, sau đó được chia sẻ rộng rãi trong các ứng dụng khác như Telegram, Twitter. Theo phán đoán của cư dân mạng, nữ chính trong clip nóng 8 phút này được cho là hot girl có tên AT. Cô từng đảm nhận vai phụ trong phim Về nhà đi con. Năm 2020, cô nàng cũng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng sớm dừng chân ở vòng loại. Được biết, AT sinh năm 1998, quê ở Hà Nam và là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Nữ diễn viên Về nhà đi con lộ clip 8 phút này sở hữu lợi thế ngoại hình xinh đẹp với chiều cao 1m67. Trên trang cá nhân của mình, AT thường xuyên chia sẻ loạt khoảnh khắc xinh đẹp đáng yêu với phong cách thời trang sành điệu. Khi lộ đoạn clip 8 phút, AT đã lập tức khóa trang cá nhân của mình. Thực hư sự việc vẫn chưa được làm rõ, liệu AT có phải là nhân vật nữ chính trong clip nóng 8 phút hay không vẫn chưa có câu trả lời. Trước đó, diễn viên Thu Quỳnh cũng từng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của dư luận sau khi một cư dân mạng đăng tải đoạn clip nóng cùng dòng trạng thái nhắc đến tên của nữ ca sĩ. Toàn phốt của người nổi tiếng thôi, mi xóa nhé. Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân đồn đoán nhân vật nữ trong clip nóng là nữ diễn viên Thu Quỳnh và điều này trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Trước nhiều đồn đoán, Thu Quỳnh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc bị lộ clip nhạy cảm. Trên trang cá nhân, Thu Quỳnh bức xúc lên tiếng, tôi cần được tôn trọng, bực mình nhất là phải đi dọn rác, không phải do mình vứt ra. Trước hết cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh chị em, bạn bè đã bị hoang mang bởi tin đồn và video được chia sẻ chóng mặt tối nay. Cô gái trong video không phải là tôi. Bên dưới bài viết, người hâm mộ thở phào khi nữ diễn viên lên tiếng về những tin đồn thất thiệt. Có nhiều người hâm mộ tinh ý còn đưa ra bằng chứng về hình xăm trên ngón tay của Thu Quỳnh, còn của nhân vật nữ trong clip nóng thì không có hình xăm để minh oan cho nữ diễn viên.